có ý định đi du học thì việc đầu tiên mà bạn thường làm đó là việc tìm hiểu thông tin về đất nước bạn sẽ tới, ngôi trường mà bạn sẽ học cũng như là những chi phí liên quan tới việc này, du học này như là ăn ở, đi lại hoặc là chi phí về tài chính gia đình của mình như thế nào để mà cho phù hợp. Vì vậy mà ngoài những cá nhân hoặc là những bạn tự mình tìm đường đi trong hành trình đến với giấc mơ du học thì bên cạnh đó thì bạn cũng không thể phủ nhận được nhiều bạn sinh viên đã đạt được mong ước này sớm hơn với sự giúp sức của các trung tâm tư vấn du học uy tín, và trong đó có công ty du học Tân Đại Dương là nơi đã được nhiều bạn học sinh tin tưởng để giúp các bạn ấy thực hiện được ước mơ du học của mình. Nhiều bạn đã đến với Tân Đại Dương và đã thành công trong việc xin visa du học các nước như là Mỹ, Úc, Canada, Singapore, New Zealand, Hà Lan, Thụy Sĩ, Malaysia, Trung Quốc, v.v. Việc tự mình tìm thông tin hay thông qua một trung tâm tư vấn du học, quyết định cuối cùng này thì vẫn thuộc về bạn. Tuy nhiên thì bạn sẽ không thể phủ nhận được những lợi ích mà các trung tâm tư vấn du học sẽ mang lại cho bạn. Đầu tiên đó là việc bạn có thể tiết kiệm được thời gian của mình. Việc tìm kiếm học bổng là một con đường gian nan và đòi hỏi bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Chỉ tính riêng cái bước tìm kiếm thông tin thôi, bạn phải lọc những thông tin của hàng nghìn trường đại học, đọc hàng trăm điều kiện học bổng. Điều đó cũng đã đủ khiến bạn lóa mắt, chóng mặt, và dù cho có kiên nhẫn nhiều tới đâu trong bước tìm kiếm, thời hạn học bổng của bạn cộng thêm vô số thủ tục giấy tờ hoặc là chứng minh tài chính cũng sẽ ngốn rất nhiều thời gian của bạn, và thời gian đó thì sẽ không còn nhiều để cho bạn dành cho các bài luận cũng như là việc phỏng vấn. Và riêng tại công ty Tân Đại Dương, chúng tôi có thể giúp bạn tiết kiệm được thời gian bằng cách rút ngắn quá trình trên, và các chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tìm kiếm cho bạn những thông tin và xử lý những thủ tục hành chính thay cho bạn, và nhờ đó thì bạn sẽ có thêm thời gian để mà chăm chút cho bài luận cũng như là luyện tập phỏng vấn để nâng cao cơ hội học bổng của mình. Thứ hai đó là tăng khả năng nhận học bổng của bạn. Một trong những khó khăn của các bạn sinh viên khi tìm học bổng đó là không biết được năng lực của mình phù hợp với những mức học bổng nào. Và điều này dẫn tới việc bạn sẽ gửi hồ sơ đi rất là nhiều nơi. Và điều này sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian và công sức, bởi vì bạn chỉ nên tập trung vào những học bổng mà bạn thực sự tâm huyết để mà bạn có thể nâng cao được khả năng nhận vào trường học. Và khi bạn đến với công ty du học Tân Đại Dương thì ít nhiều thì các chuyên viên tư vấn cũng sẽ giúp cho bạn có thêm những thông tin cũng như là có kinh nghiệm để mà tư vấn thêm cho bạn. Và chúng tôi sẽ đánh giá khả năng của bạn và nhìn ra được những học bổng nào sẽ phù hợp với bạn và có thể giúp bạn chuẩn bị kỹ những hồ sơ còn thiếu. Và điều thứ ba đó là bạn sẽ được tư vấn miễn phí. Và với một công ty du học uy tín như công ty Tân Đại Dương, chúng tôi đều có một đội ngũ quản lý và nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và liên kết chặt chẽ với các trường trung học, cao đẳng, đại học hoặc là các trường Anh ngữ, các học viện đào tạo, các chương trình uy tín trên toàn thế giới. Và bạn hoàn toàn có thể an tâm vì các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương đều được cấp chứng chỉ về chuyên gia tư vấn giáo dục bởi các cơ quan uy tín như là đại sứ quán hay là tập đoàn giáo dục đa quốc gia. Và đặc biệt là bạn sẽ được tư vấn và xem xét bộ hồ sơ du học của mình hoàn toàn miễn phí mà không phải đóng bất cứ chi phí nào. Vì vậy thì khi đến gặp chuyên gia tư vấn thì hãy giúp bạn vạch ra được một đường đi ngắn nhất và ít tốn kém nhất để đến gần với ước mơ du học của bạn. Và điều thứ tư đó là thông tin sẽ luôn được cập nhật mới nhất. Tân Đại Dương thì hiện đang có mối liên hệ chặt chẽ với các trường đại học cao đẳng uy tín ở nước ngoài, và chúng tôi cũng là đại diện chính thức của rất nhiều trường. Vì vậy đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về học phí, học bổng cũng như là chính sách visa của từng nước hoặc là chính sách của từng trường nhanh nhất. Và điều này sẽ nâng cao được cơ hội chấp nhận vào học cho bộ hồ sơ đăng ký của bạn. Và điều cuối cùng đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn khi bước chân vào môi trường học tập mới. Với nhiều gói dịch vụ ngày càng phong phú thì sinh viên không chỉ được trợ giúp hoàn thiện về bộ hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, làm các thủ tục hành chính, mà bạn còn sẽ được tư vấn kinh nghiệm khi đi du học, cách hòa nhập cuộc sống, cách săn học bổng như thế nào từ những cá nhân đã thành công qua Tân Đại Dương. Và các dịch vụ không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị cho bạn một chuyến đi, mà xuyên suốt từ quá trình tìm trường, làm hồ sơ cũng như là việc xin visa, tìm nhà ở, đặt vé máy bay và làm quen với môi trường học tập mới khi đi du học. Vì vậy lời khuyên của chúng tôi đó là đầu tiên thì bạn nên tham khảo là có cái trung tâm tư vấn có uy tín và được chứng nhận bởi các trường cũng như các tổ chức uy tín. Và công ty du học Tân Đại Dương chúng tôi tự hào là một trong những công ty du học đầu tiên được Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy đến với chúng tôi để thấy được sự khác biệt, sự tận tình và chuyên nghiệp.
Và một điều nhỏ đó là mà chúng tôi cũng xin nhắc bạn, đó là dù cho bạn đã được trợ giúp bởi các chuyên viên thì bạn cũng nên tự mình tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về du học nhé. Và bạn có thể liên lạc với những anh chị đi trước để mà hỏi thêm về kinh nghiệm của mình. Và hãy nhớ là bạn càng tìm hiểu nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ có nhiều thông tin bấy nhiêu đó. Và nếu như bạn có thắc mắc về các vấn đề du học cũng như là thủ tục làm hồ sơ như thế nào thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là bạn có thể gọi điện thoại tới số 3848-4879 để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, khi phỏng vấn xin visa Mỹ thì các bạn sinh viên luôn là lo lắng thì không biết những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn Mỹ, thì nhiều bạn lại cũng là rất là lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn Vũ Phong đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao là có được visa Mỹ. Xin chào Vũ Phong. Vũ Phong có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Chào các bạn, mình tên là Vũ Phong, năm nay mình 19 tuổi. Mình hiện tại thì mình đang học tiếng Anh ở trường Châu Mỹ để chuẩn bị cho cái chuyến đi du học của mình. Sau khi mình học ở đây thì mình rất là tự tin về tiếng Anh của mình để mình đi phỏng vấn. Thì qua Mỹ, Vũ Phong sẽ học chương trình gì? Mình sẽ học tiếng Anh ở trường FLS International khoảng 1 năm. Và tiếp sau đó thì mình sẽ học quản trị nhân sự tại trường Citrus College 2 năm. Sau khi kết thúc chương trình tại Citrus, mình sẽ học đại học tại Viện Đại học UCLA để hoàn thành cái hệ cử nhân của mình. Sau đó thì mình sẽ đi về nước và tìm một công việc tốt hơn cho cuộc sống của mình. Khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì ngoài thời gian học Anh văn của em thì em có tham gia những cái câu lạc bộ nào hay không Vũ Phong? Ngoài học tiếng Anh ra thì mình, tại vì mình chú tâm vào việc học cho nên là mình cũng ít có đi tham gia vào các câu lạc bộ nữa. Thì rất là nhiều trường tại Mỹ, thì Vũ Phong tại sao lại chọn cái trường này? Tại vì trường này thì gần nhà người thân của mình nên là mình chọn này, và các trường khác giống như là Cotlage Community College thì nó có 78% là sinh viên quốc tế là ở Việt Nam bên mình qua, thì nó không có thuận lợi cho việc của mình thực tập tiếng Anh. Và Santa Monica College thì nó nằm trong cái vùng mà ô nhiễm và tỷ lệ tội phạm cao, cho nên là mình không chọn mấy cái trường này để học. Mình học ở Cali cho nên là thời tiết ở bên Cali rất là dễ chịu, rất là giống với thời tiết ở Việt Nam, nên đây là một lý do để mình chọn ở Cali để học. Cái người tư vấn bên Tân Đại Dương của em là chị Thúy. Chị ấy rất là dễ thương, mọi câu hỏi thắc mắc của mình chị ấy đều trả lời hết để mình có thể chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn của mình một cách hoàn hảo nhất. Thì trong cái quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương đó, thì em có những cái kỷ niệm nào hay không? Nhất là với anh Khôi, thì anh Khôi có những câu chuyện rất là hay. Các bạn nên học với anh Khôi thì anh Khôi sẽ kể những câu chuyện hài hay là những câu chuyện về triết lý để mình có thể áp dụng vào cái câu trả lời của mình. Còn một người nữa là anh Bảo Anh. Cái bữa cuối thì mình sẽ học với anh Bảo Anh, cho nên là anh đó sẽ tóm tắt những thứ mình cần phải chuẩn bị khi mình đi phỏng vấn, là về cái việc mình sẽ làm như thế nào để mình đi phỏng vấn, mình sẽ thể hiện ra sao để đi phỏng vấn, và còn rất là nhiều điều để hay mà anh Bảo Anh đã dạy cho em. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì trước đây thì em có một người em, họ đã từng làm ở đây rồi nên em ấy cũng giới thiệu mình vào làm ở đây. Mình làm ở đây mình thấy dịch vụ rất là tốt và mình đậu cũng là nhờ Tân Đại Dương. Nếu mà trường hợp em đã có thành công trong cái xin visa Mỹ rồi, thì em có thể cho các bạn biết là điều gì làm nên cái sự thành công này? Để xin visa tốt thì các bạn nên chuẩn bị mọi thứ từ ở nhà, nên không nên lên trên lãnh sự quán rồi mới chuẩn bị. Theo mình chuẩn bị ở nhà để làm mình sẽ học bài đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ như là cách ăn mặc. Và tác phong thì khi mà mình vào giao tiếp với lãnh sự quán thì các bạn nên nói rõ, to và nên cố chú ý lắng nghe những gì mà lãnh sự quán nói để mình có thể trả lời đúng những câu trả lời mà lãnh sự quán đã đưa ra. Thì đó là những kinh nghiệm của mình đã đi phỏng vấn, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu như mà bạn em có muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu bạn của em vào công ty Tân Đại Dương để có thể làm hồ sơ và thành công giống như em.
Thì Tiên Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế của Vũ Phong. Tiên Đại Dương xin chúc cho Vũ Phong và Mỹ học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị ạ.